Giật nhí các bạn đâu rồi, các bạn ơi, đâu rồi ta, đâu Đấy, rồi thì các đấy thì bạn cá rồi. ơi, các bạn Đấy thì đấy nè, các bạn ơi, trai trai cho mẹ đẻ giờ, trai wow. trai cho mẹ đẻ giờ mới Một thấy được con cá. dần thì chơi Giờ con cái nhỏ chạy. cá. Hello, Hiếu Thượng xin kính chào đại gia đình mình trên mọi miền đất nước, một lời chào trân trọng nhất ạ. Vâng, hôm nay Hiếu Thượng xin chúc đại gia đình mình một ngày mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và ấm áp bên gia đình ha. Thì Hiếu Thượng hôm nay Hiếu Thượng muốn chia sẻ với đại gia đình mình là hôm nay Hiếu Thượng đi câu cá các bạn. Hiếu Thượng qua tới Mỹ Phước, tới Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng các bạn. Thì hôm nay Hiếu Thượng đi theo mấy anh em câu cá ha. Rồi bây giờ Hiếu Thượng mời đại gia đình mình theo chân Hiếu Thượng đi câu cá thử một bữa nay coi dính không nha. Rồi. Rồi ở đó thì có thằng em đang xả mồi giùm mình nha các bạn. Tên 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 chào giả tên. Giơ tay chào, trời ơi. Bye bye rồi vậy đó. Rồi em đang xả mồi nha các bạn. Dính chưa? Đâu? Lẹ dữ vậy? Trời ơi, lẹ dữ vậy em. Rồi đem mình câu dính đó nha các bạn. Đây giờ ăn cá coi tình. Rồi đây dính một con cá các bạn ơi. Thật sự là bữa nay mình muốn làm một cái video cho các bạn xem cái cảnh ở dưới quê mình, cái cảnh ở Mỹ Tú, Sóc Trăng câu cá như thế nào. Mà hôm nay cực quá các bạn ơi, mình câu không có dính đấy các bạn. Bữa nay mình không có thầy tư lúa nữa, thành ra mình đi cấp nên mình với thằng em. Rồi vô đây gần gũ quá các bạn ơi. Nó mò vô mấy gừng lá này nè, quá chỉ lẻ luôn, rồi mình câu không được, rồi đặt máy quay cũng không được đó. Thôi bây giờ mình để cho anh em mình nó câu rồi mình ghi hình lại cho các bạn xem ha. Anh em mình nó đang ngồi câu các bạn, mình với nó với chiếc xuồng, xuồng giống nhất dữ lắm các bạn. Rồi nó đặt cái câu mà nó câu không có phao nữa. Rồi mình chỉ cầm máy mình quay mình ghi hình cho các bạn xem cái cảnh ở dưới quê mình sông nước ha các bạn. Câu cá mà giật cỡ đó đó các bạn. Các bạn ơi, mà lúc này Calamen của mình từ lúa vô vụ học đại học rồi. Rồi thêm đi dạy mà thiếu tiết nữa các bạn. Thành ra mấy ship đều đi mà dạy liên trường các bạn. Phải dạy hai trường, thành ra không có thời gian đi quay clip với mình. Thỉnh thoảng thì mới có thời gian đi quay. Thì mình quay có mình nên mình thì chắc chắn 200% là dĩ nhiên là phải không đẹp và không hấp dẫn bằng có hai người quay các bạn. Hai người quay thì tư lúa cũng trong nghề quay nó rất là rõ hơn, dễ hơn mình. Các bạn dính nữa các bạn ơi. Thì các bạn yêu mến Hiếu Thuận thì các bạn thông cảm cho Hiếu Thuận nghe. Hiếu Thuận quay không có được rõ bằng tư lúa ha. Nhưng mà Hiếu Thuận bù lại, Hiếu Thuận có cái bộ râu với có cái áo đỏ với có cái nón đỏ thì các bạn cũng yêu mến Hiếu Thuận, ủng hộ, tiếp tục ủng hộ Hiếu Thuận ha các bạn. Đây mình đi câu với anh em này các bạn. Xài đồ đỏ thôi à. Hiếu Thuận thì luôn luôn lúc nào cũng muốn có cái video mà hay và đẹp cho các bạn xem. Hiếu Thuận thì hơi mắt hơi kém, không biết chỉnh máy nữa. Các bạn thông cảm nhiều ha các bạn ha. Dính nữa không? Câu không có phao thì thấy nó không có hấp dẫn không ha các bạn ha. Nhưng mà mình ngồi mình câu trong cái tư thế như vậy thì giật cá thì nó cũng nhảy chậm 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 cũng vui các bạn. Bữa nay mình câu mồi ong mặt nha các bạn. Câu mồi ong mặt. Mình đang ngồi dưới xuồng nó hơi lắc quá các bạn. Chui vô giữa cái đám lá, giữa đám gừng ở bên Mỹ Phước à. Cũng muốn làm được cái clip mà cho nó mà đẹp đó thì nó cũng rất là khó các bạn. Đây mình quay hơi cho ngược sáng thành ra nó không được rõ, với hoàng trong mây lùm cây quá chứ, đây cái lùm cây họ dính rồi đó các bạn. Mình tiếc là mình không có câu được, giờ không có cảm giác đã tay các bạn. Phan phan đâu em coi dơ cái tình
gò, chính xác gò. Đây con cá này các bạn, rất là mềm. Cá thấy mình thấy nó út nu à. À, em mình đang gỡ cá để mình chỉnh lại cái. Gỡ chưa? Đó rồi à. 30 giây. Anh ta ngồi núp trong cái miếng lá này các bạn. Đó, chưa. Chưa tới chào khán giả cái tên, với ngay cái mặt á. Xuồng xuồng trôi rồi. Xuồng trôi các bạn ơi. Mình một tay cầm xuồng, một tay cầm cái máy đó, nó hơi rung quá các bạn. Ta anh không dám thở luôn đó Tình. Thở không dính cá nó không ăn rồi, để cho em câu dính con anh quay clip chứ, cho nó có cá đâu chứ. Anh không dám thở luôn đó. Giật cái coi. Giật kín cá anh thở cái coi. Chết tôi đi câu cá mà nín thở không các bạn ơi, nói chuyện không được đó các bạn. Cái tư thế thằng em nó chọn cái tư thế, cái chỗ cái địa điểm câu gì mà nó bịt thù rồi các bạn ơi. Chọn cái cảnh cái chỗ bịt mà thêm một cái là ngược nắng nữa. Cá ăn nha các bạn. Em có gom câu một tép á, ngày xưa anh câu một tép dính lắm á. Giật cơ Tình, nó quá ngon các bạn ơi, đâu thả đó, đó, quá im các bạn. Vậy là chiều nay mình có cá, mình chế biến cái món gì đây Tình? Gan muối ha. À, Cần Thủ đang gỡ cá các bạn. Cá này thì như là có hai ngón tay thôi nha các bạn, cá đầu nước nổi, cá non không à. À này gan muối ăn ngon lắm á các bạn ơi. Em quay có dướng lá các bạn thông cảm nha, tại vì em vô giữa rừng nha các bạn. Đuối lắm các bạn ơi. Nhà cũng vì đam mê các bạn. Rồi giật đi. Hay quá các bạn ơi. Đã quá các bạn. Trời ơi mình không có câu mà thấy em nó câu giật cá rồi thấy mê các bạn ơi. Em để cho khán giả coi các em trai. Đâu chưa thấy cá nằm đầu hết trơn á. Rồi đó quá ngon các bạn ơi. Đã thiệt. Đã thiệt các bạn. Đã thiệt các bạn ơi. Ồ, mát tay. Mình không có câu được, mình không có cảm nhận được cái giật con cá đã tay cỡ nào các bạn, nhưng mà mình thấy anh em nó câu là giật con cá dễ là quá im các bạn. Mình phái câu cá lắm các bạn ơi. Mình làm bảo vệ là cũng vì mấy con cá nó hại mình à. Đó mình mê câu đó, mình bỏ mê làm cá, mình bỏ học. Giờ tiếc các bạn. Giờ mình thấy mấy em học trò nào mà ngoan học mà học giỏi mình thương lắm các bạn. Rồi giật cho chưa Tình. Hay quá các bạn ơi. Rồi sảy rồi. Sảy các bạn. Dướng lá sảy rồi. Hay quá. Hay quá các bạn ơi. Chín nữa rồi. Có lý thằng em mình nó làm như xác cá mình các bạn. Đó cá vô các bạn ơi. Kệ mình theo mình coi cũng đỡ ghiền các bạn. Đó đang gỡ cá. Im lắm các bạn ơi. Không hiểu sao nãy như được nhiêu con hả Tình? Mấy 20 con hả? Mình với anh em trai mình xuất phát một lượt mà mình lo mình dựng máy rồi lo quay mà mình không có con nào chứ mẹ mình được mười mấy con thằng nào mình gác kiếm luôn các bạn ơi. Gác kiếm luôn. Gần mấy con cá cũng chắc giả lắm các bạn. Rồi giật em. Đưa lên con cá bự bự coi. Hay quá dính nữa rồi các bạn ơi. Gớt cái gì rồi? Rồi rồi thấy gớt rồi. Rồi gớt cá các bạn ơi, móc mồi làm lại con cá khác các bạn ơi. Quá là cực nha các bạn, bò vô giữa gần lá. Dướng giật dứa giật dính rồi mà khai lấy con cá này cũng trăng ai các bạn. Đó đây. Cần Thủ ở Buna đây. Mua móc lên thành phố câu đổi sức với mấy anh em Cần Thủ ở thành phố Sài Gòn cái Tình. Đây là mấy cái cục mồi của mình nha các bạn. Mấy cái tàn ong mặt á các bạn. Đó, mình bắt ong mặt rồi mình lấy cái con nè, con nhộng của nó là mình đi câu các bạn. Cái gô nhợi lắm các bạn. Mà là ngồi thế câu khó quá. Học ngay học đó, đọc cái Tình. Cá ăn móng quá chi lẻ luôn các bạn. Dính rồi các bạn ơi. Đó vậy mới đã đó. Ừ trời ơi. Đó
Điểm thấy ngon chứ. Cá bự luôn á. Cá bự luôn. Cái này có ba con tay các bạn. Cá này mà ăn muối ha. Cái mua hai đồng bia, cái hai anh em thằng làm lon thôi. Rồi ăn cá ngon lắm các bạn. Rồi móc mồi cái này dễ móc lắm các bạn. Đó mà cận cảnh cho các bạn thấy móc mồi luôn. Đúc cái câu cái gạt nó dính với câu các bạn. À, hình như là ở xa xa đó cũng có hai anh đó, anh làm ảnh câu cá, anh làm YouTube nữa đó các bạn. Mình thấy anh có máy quay rồi đi, hai anh cũng có câu con cừng giống mình vậy đó các bạn. Ở xa xa đó đó đứng hai cái xuồng đó. Hai anh này cũng làm YouTube đó các bạn. Chín nữa các bạn ơi. Đó. Đây cay quá cay các bạn. Đâu rồi? Cá đâu rồi? Cá đây nè. Giật vô mắt không à. Ờ, dính nữa các bạn. Cá này cá em bé nhiều mà các bạn. Tại đây đâu mùa. Rồi, đang múc mồi. Cứ để nó câu vô hoà vậy là dính với lưới câu các bạn. Không cần phải giơ tay. Cá này không có giơ các bạn. Rồi, tiếp tục xuống cần nữa các bạn ơi. Không? À, cái anh thợ câu cá anh ngồi cái này nè các bạn, ăn mặc cũng ngầu lắm nha các bạn, anh ăn mặc cái bộ đồ quá nó cũng ngầu lắm, anh chui vô rừng vô gú anh ngồi anh câu cũng thấy đứt ruột các bạn. Đó, tướng anh thợ ngồi câu cá rất là ngầu luôn. Khung cảnh của mình là câu cá là như vậy nè các bạn, địa hình của mình câu ngồi câu cá là như vậy nè các bạn. Rồi bắt đầu mình giờ lại cái lỗ này nữa các bạn ơi. Rồi, mình đang xuống câu rồi các bạn. Ngày em nó câu cái mình không có câu, mình ngồi chỉ ghi hình thôi. Đó, dính đây các bạn ơi. Đó, đâu cá đâu, hạ xuống nước ơi. Ừ trời ơi, không thấy đường quay cá đâu trời. Nương cá ơi. Ồ, dính cá đó các bạn. Khổ thiệt chứ. Không có thấy đường, gầu thiệt chứ. Cá rồi nè. Giờ coi cá coi. Mình coi cá các bạn ơi, mình kiểm cá coi. Đâu, quý lắm. Cả bao nhiêu mấy chục con rồi? 20, 21 gì. Không mấy con hả? Không quý nha. Rồi, mình là tiến tới sát bên hai anh câu cá phía nãy rồi các bạn. À, mình giao lưu với mấy anh luôn. Đây một anh, còn đây một anh này anh đang ngồi câu đây. Chấp hàng câu con trước đó. Cái anh này anh câu có phao đỏ nha các bạn, phao đỏ luôn đó, có phao cá luôn. Đó. Rồi cái đồng nghiệp của mình đang đứng vô mồi. Đây, rất là ngầu luôn, bạn áo rất là ngầu luôn. Cỡ cái áo không, áo ngoài ra coi cho thấy áo màu đỏ coi. Yeah. Bạn áo màu đỏ mới hơn. Đang ngồi bốc mồi nè. Rồi bữa nay hai anh em mình với hai anh em của hai anh YouTube kia đó là cái mình đoàn tụ nha các bạn. Nếu mà câu không dính nữa là mình bốn anh em mình cũng nhau đi đoàn tụ ông bà luôn cho rồi đi cho khỏe chút. Rồi cái địa điểm của mình câu là sắp sửa câu xuống gần ngay chỗ này nha các bạn. Ngay chỗ này cá đang ngọc nè. Rồi. Đó cá đang ngọc đó các bạn. Đó dính đó các bạn ơi, dính không? Vô hả? Rồi mình nãy mới vượt sảy cái các bạn, mình cũng tiếc cục bò mình gắn câu cái nữa coi. Sảy nè, cái anh bên cái đội tuyển bên đây thì anh câu có phao giật các bạn, giật mấy cái gì ăn nè, mình quay cá của ảnh luôn cái. Giật các bạn đâu rồi, các bạn ơi, đâu rồi ta, đâu rồi các bạn ơi chơi mẹ đẻ giờ chơi mẹ đẻ giờ mới thấy được con cá một dữ dằn thiệt chứ.
Giờ con cá nhỏ trời. Cái anh này ảnh làm YouTube kênh của ảnh nha các bạn. Mình câu gần ảnh cái mình thấy gì con cá nó cười quá mình cười. Các bạn thông cảm nha các bạn. Hồi đó giờ mình mới thấy con cá những cái đuôi các bạn ơi. Ảnh làm bên khác ảnh làm kinh của ảnh. Mình câu gần mình quay cái ảnh chút xíu qua chơi chút xíu giao lưu chơi các bạn. Giao lưu anh em mà cũng chung nghề. Thành ra mình giao lưu chơi. Hồi nãy mình cười cũng hơi quá các bạn thông cảm ha. Vui ha các bạn ha. Đâu, giật chưa Trịnh? Đó, dính nữa các bạn ơi. Đó, quá im các bạn. À, như vậy mình mới thấy mới mê chứ. Đây khu vực này cá lắm các anh này, anh cũng loại anh câu nữa nè các bạn. Mình kêu anh câu chung kêu cho vui mà anh ngại anh không câu. Đó, anh có câu để anh share đó các bạn. Rồi mình đã về tới nhà của cái ông Dượng mình gần ở chỗ câu rồi các bạn. Hên ổng mới điện cho mình cái ông hỏi ở đâu cái nó gần là cái ông điện kêu là nhà. Thì mình báo cá với gia đình mình ha, mình câu được bao nhiêu cá đây. Rồi bây giờ các bạn. Rồi bây giờ anh em mình chắc chà muối rửa sạch sẽ. Rửa sạch sẽ rồi chắc mình sẽ gan muối các bạn. Gan muối luôn. Dạng gan muối xù luôn vậy đó các bạn. Rồi vậy nha các bạn ha. Dạ. Đây Dượng ngồi đây, Dượng ngồi đi. Dượng ngồi đó thấy cảnh ở dưới quê luôn Dượng. Đây này Dượng Út Vinh. Dưỡng Út Vinh ở thành phố mới vừa về. Mới về cái điện cho mình lại luôn. Nhà Dưỡng Út gần chợ Mỹ Tú nha các bạn, gần huyện Mỹ Tú. Muối hả? Dưỡng Út rủ mình lại nhà luôn. Đây nhà Dưỡng Út. Rồi cá vậy ha. Bây giờ mình đã sửa sạn mình gắn muối nha các bạn. Có hoành bạo đẹp mới đem gắn lại các bạn ơi. Quá trời đã gắn luôn các bạn. Gắn là cỡ bao nhiêu rồi? Gắn là chắc khoảng 600 gram của anh. Đây, ký bốt hả anh? Đây con lên ký lô 2 nè. Ôi các bạn ơi quá trời đã các bạn. Con lên ký lô 2 nè, không? Đốt đổ cái nồi ra, đổ ra cái nồi luôn. Mấy con này mua để phúc sinh. Vậy hả? Phúc sinh nè. Anh ấy gắt là đập chai các bạn. Làm con gắn cầm được chứ không cầm nữa. Anh ấy gắt là đập chai luôn. Anh ấy mua con lươn con gắn lại là phúc sinh các bạn ơi. Mua để phúc sinh chứ không làm gì chứ á. Quá trời đã thôi. Cái đồ đồng này mua phúc sinh. Em phải con gắn hơn nè, gắn là đẹp nè. Lươn này lươn gừng. Cái con này nè, nó ăn con này nè, con gắn này ăn lươn này nè, giờ mới nhảy ra đó. Con lươn rất là bự các bạn. À. Tôi vàng tươi các bạn ơi. Để tay vô. Để cái gì nè, để cúp tay vô. Cúp tay vô. Để cái gì để mình có gì để mừng tượng đó, để nó bự nhỏ. Nó lạnh luôn. Quá trời con lươn luôn. Cái tay để gần hơn mình đó nghe các bạn. Thôi cho lên chỉnh kiểu gì chịu phải cho mình đi ăn nha. Con lươn nhức nách luôn các bạn ơi, vàng tươi, cái bụng vàng tươi. Cái lưng nó vậy đó, cái bụng nó vàng, cái là vàng nha các bạn. Quá tuyệt vời luôn rồi. Đậu nó hôi vậy. Quá có chuyện nhảy nước à. Vậy bắn đẩy rước nó mới bị nhau. Đậu á. Ok. Mày con gắn nè các bạn. Chứ lấy con vật cái gì trả. Rồi đây là cá mình câu được các bạn, mình chiên xuồng các bạn. Mới chín được con dĩa, được mẻ đầu tiên còn đang chiên dưới nữa. Đó. Cái gô mình chỉ chà muối cho sạch sẽ nhớt rồi đầu mình để nguyên dãy nguyên đầu mình chiên xuồng các bạn. Đây hai chén nước mắm chấm. Đây là chén muối ớt nha các bạn, chút xíu mình kiếm chanh cái mình nặng vô nó là muối ớt chanh chấm với cá rô chiên xù nha các bạn. Mà áo đỏ luôn, đẹp hết sức đẹp, mà nãy mặc áo kia ngầu quá ngầu luôn. Câu cá về bắt chiên cá luôn. Tướng đẹp trai gì đây mà bạn áo kia nó ngầu vô cùng ngầu. Gì đẹp trai không? Thợ câu cá mà thợ chiên cá luôn các bạn. Đây đang chiên cá luôn. Cá mình chạm muối sạch sẽ rồi làm chiên xù như vậy nè các bạn. Cho nên là chấm muối ớt chanh là ăn cơm là hết nồi cơm luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ chắc có lẽ là Hiếu Thuận xin phép tại gia đình mình cho phép Hiếu Thuận kết thúc video tại đây tại gia đình ơi. Rồi hẹn gặp lại gia đình mình video tiếp theo. Rồi Hiếu Thuận xin chúc đại gia đình mình ngày mới vui vẻ hạnh phúc quả má bên gia đình ha. Và xem clip của Hiếu Thuận có nhiều nụ cười trên môi ha. Rồi Hiếu Thuận xin tạm biệt, hẹn gặp lại video tiếp theo. Dạ.